Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vừa phẫu thuật bóc tách thành công khối u xơ tử cung nặng gần 4 kg, chiếm gần hết ổ bụng của một bệnh nhân nữ. Bệnh nhân tên TTKN, 31 tuổi, đến khám trong tình trạng bị rong kinh, bụng to nhanh và thấy đau vùng hạ vị. Được biết, bệnh nhân không có thói quen khám phụ khoa định kỳ, mới sinh thường được một bé và mong muốn bảo tồn khả năng sinh sản. Sau khi đi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân có khối u xơ tử cung có kích thước rất to như thai phụ mang thai khoảng 40 tuần tuổi. Khối u chiếm gần hết ổ bụng, nếu không can thiệp kịp thời, cắt bỏ khối u thì dễ dẫn đến các biến chứng xuất huyết, gây thiếu máu nặng, thận ứ nước, nhiễm trùng đường tiết niệu, suy thận, táo bón nặng kéo dài, trĩ, về lâu dài hơn có thể gây ung thư hóa khối u. Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và tiến hành mổ bóc tách khối u để cố gắng điều trị triệt để sớm cho bệnh nhân. 8 giờ 40 phút ngày 4 tháng 3, ekip phẫu thuật tiến hành mổ bóc nhân xơ cho bệnh nhân N. Cuộc phẫu thuật được đánh giá là một trong những ca khó vì u xơ tử cung to nằm trong dây chẳng rộng, tăng sinh mạch máu nhiều. Sau hơn 2 giờ tập trung phẫu thuật, ca mổ đã thành công bóc tách hoàn toàn khối u xơ và bảo tồn tử cung cho bệnh nhân L. Khối u xơ có kích thước khá lớn, 30 x 25 cm, khối lượng gần 4 kg. Hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi. Chia sẻ về u xơ tử cung, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Phê, nguyên phó trưởng khoa phụ ngoại Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: do cơ chế bệnh sinh nó chưa rõ ràng, chưa ai xác định được cái nguyên nhân, người ta thấy thường gặp ở những cái trường hợp sinh ít hoặc là vô sinh, hoặc là thậm chí có những trường hợp sinh nhiều vẫn có thể bị u xơ tử cung. Một số yếu tố liên quan đến vấn đề gia đình và béo phì, một số các cái dấu hiệu của u xơ tử cung, nhất là nó ra máu bất thường chiếm trên 60%, nhân ra máu bất thường này, rối loạn kinh nguyệt, rong kinh hoặc kinh nguyệt kéo dài gây ra thiếu máu. Cái thứ hai nữa là thường là đau vùng hạ vị hoặc là đau ở vùng gỗ trọng, khí hư ra loãng ra nhiều. Trong những trường hợp này là do cái u xơ ở dưới niêm mạc nó tăng tiết dịch, hoặc là dấu hiệu chèn ép khi khối u nó to nó gây ra bí đái, rồi thì rối loạn là tiểu tiện. Và một cái nữa là nếu khối u to lên thì người bệnh có thể tự sờ thấy khối u nổi ngay trên vùng trên vẹn. Và trường hợp nữa là những trường hợp hiếm muộn khó có con, thì đấy là những cái dấu hiệu tại u xơ tử cung. Bác sĩ khuyến cáo chị em nên dành thời gian đi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại bệnh viện chuyên khoa, nếu có triệu chứng bất thường sẽ được phát hiện điều trị kịp thời, mang lại kết quả khả quan.